Clip này chúng ta sẽ nói về dàn kiện tiếp theo các bạn. Đó là cắt chế ống nước Sinco thay thế ống nước truyền thống màu đen của chúng ta các bạn. Thì bạn biết rồi, thường thường á, cái kết nước exciter chúng ta có hai đường nước vô máy và đường nước về. Cái bình đường nước bên đây á là đường nước về nè, cái ống bự nè, nó truyền đi về kết nước. Và đường ống bên đây là đường ống vô. Nè các bạn thấy không? Đường ống cũng vô. Thấy không? Đó, vô máy. Còn cái ống nhỏ này chỉ là hồi về thôi. Còn ống nhỏ bên đây là ống hơ thôi. Ống hơ của máy ra thôi, không quan trọng. Thì thường thường ống Sinco nó chỉ hỗ trợ chúng ta là trang trí là cái ống nước vô này nè và ống về bên kia. Nha các bạn. Kết hợp như vậy cho chúng ta cần củ dê. Thì cắt làm sao, đo làm sao mà cho cái ống nó cụp như vậy nè. Nó không bị cong, nó không bị cong mớp như vậy nè các bạn. Mớp như vậy nè. Đó, nó dài quá nó sẽ bị cong như đây. Các bạn phải đo chiều cao, chiều dài sao. Đó, nó vừa đủ mà nó đẹp các bạn. Ví dụ mà bạn cắt ống dài quá bạn sẽ bị cụp. Nó bị cụp ngay khúc này nó sẽ bị cong, nó xấu nữa các bạn. Đó. Thì ống nước này là nó chịu nhiệt rất tốt các bạn. Ống Sinco. Nè, còn bên đây. Thấy các bạn thấy không? Rất là đẹp. Ống chịu nhiệt tốt. Mình đã đo khoảng cách nó đi, rất là ok các bạn. Và cái cục này là mấy cục nhôm tản nhiệt. Đó, khi mà nước nóng nó truyền từ đây tới đây nó sẽ có nhôm ở đây. Nó sẽ tản nhiệt một phần, nó hút hơi nóng ra và gió những cái khe này á là gió nó sẽ luồn vô. Nó cũng là tản nhiệt một phần, giữ gió lại một xíu. Đó, giờ xong tiếp tục đi về cách nước để tản nhiệt đây nha các bạn. Đó, rất là thẩm mỹ. Thì clip này nói về dàn kiện thôi nha các bạn. Đó, cổ dê đây. Tới đây nó sẽ nối vô cái ống này. Đó, vị trí tiếp nối ở đây. Nó sẽ cho hai cổ dê và tiếp nối ở đây. Đó. Và nói thêm một chút xíu về dàn kiện luôn. Cái nắp chao này nè, nắp bập chụp đồ bò, chúng ta có thể mua nắp chụp 150. Nhìn rất là gọn đó các bạn. Đó, nhìn nó bao quát. Nè, đó. Bây giờ cắt và nối như thế nào, chiều dài ra sao để nối làm sao mà cho đẹp như thế này, nó không bị cụp mà cong ống mà xẹp. Nãy mình nói á, cái cong ống nó dài nó sẽ cong ống nó xẹp như thế này. Bẻ mà. Nó xẹp nó mà dài nó cong ống nó sẽ xẹp như thế này. Rất là xấu nha các bạn. Đó, làm sao mà canh làm sao nó uống một cái nó tròn nè, nó rất là đẹp. Thì để là mình sẽ làm ghép một cái clip mà đo chiều dài và ráp lên xe cho các bạn coi. Các bạn, còn cái này là cho giờ để thấy lý thuyết trước thôi. Cái mẫu thôi các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nó và nối nó lên xe một chiếc xe khác các bạn. Rồi. Rồi. Clip này bắt đầu làm các bạn. Rồi, thực hành cái này là cần 6 cái cổ dê nữa không? Đó. Ống nhôm tản nhiệt nè. Đó, ống nước nhôm tản nhiệt đó, hai. Đó, dụng cụ ống. Thì mình cũng xin cái cách nước, cũng nên nói luôn là giá của con này là 250. Này là 180. Đó, mấy cái thứ này mỗi thứ 10.000 hết. Rồi xong. Đó. Ống nhôm tản nhiệt nha các bạn. Đó. Ống nhôm, nước nhôm tản nhiệt là bằng nhôm. Rất là đẹp nha các bạn, đúng không? Đó. Ống nước nha các bạn. Rồi. Đó, 250, 180, 10.000. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị thực hành. Nha các bạn, chúng ta sẽ cắt ra và đo bao nhiêu cm thì lát mình sẽ nói cho bạn biết. Nha các bạn. Bây giờ mình lấy trước một ống để mình cắt ra trước thôi. Rồi mình tắt clip cái. Rồi mình tua ngắn clip là mình cắt theo cm nha các bạn. Thì bây giờ có mình cắt thành 3 ống, một ống dài nhất, một ống ngắn nhất, một ống trung bình thôi và một cái đi theo cái co, hai ống thì đi theo cái co nhôm tản nhiệt nè. Đó và 6 cổ dê. Cái dao đục giấy để cắt cho dễ. Giờ đo bạn đo cho mình cái này. Khoan. Cái này á là lát mình cắt xéo như vậy là có ý đồ để cho vô cái con nè, nó sẽ ôm hết đó, cái con này nó sẽ ôm hết vô trong, tại vì nó cong cong nữa không
nó không cong á, mình cắt xéo như vậy đó, nó cắt xéo như vậy nè để nó ôm hết. Bây giờ đo nó, đo đo từ đây nè, từ đây tới đây bao nhiêu, đo đi. Nhiều 8.5 phải không? 8 cm rưỡi. Rồi gắn luôn đi. Đó là bên đó. Cái gì lót vô. Rồi nếu mà nặng quá bạn có thể thoa nhớt vô sát luôn à. Đó đây khoan. Đó cái mục đích xéo xéo của mình là cắt xéo xéo là nó như vậy đó bạn. Đó để cho nó ôm sát như vậy. Rồi xong. Vô cậu về chưa? Rồi dặn siết nó cứng luôn. Đây là phần bên gần cái quạt đó bạn. Đó là 8.5 cm. Để cho cái ống nó vô nó không bị cúp. Rồi nhét vô luôn, sâu vô. Ống tản nhiệt nhôm. Phần này tản nhiệt nhôm không biết giảm được nhiêu độ, nhưng mà chắc chắn sẽ có giảm và chắc chắn sẽ có làm xe đẹp dàn kiển các bạn. Rồi rất là kiển các bạn. Thì tản nhiệt nhôm á, nó tản nhiệt bao nhiêu độ thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là sẽ có tản nhiệt vì nó làm bằng chất liệu nhôm. Mà kim loại thì gặp nước nóng thì cũng phải hút nhiệt ra đây. Và những cái phần này nó sẽ giữ gió lại và tản nhiệt ra giống như cái mấy cái lồng quay rim các bạn. Rồi cái ống tiếp theo, cái ống mà nối ra cái đuôi nó vô đường nước về là bao nhiêu? 11. Ống này là ống chung là 11. Rồi đó từ cái khoảng dài nhất đó 11. 11 phải không? Rồi gắn luôn. Cậu dê vô trước. Rồi quay chữ xăm cô vô ngoài. Rồi siết vô để cho nó nhìn nó kiển. Siết cứng luôn. Khúc nó đường nước về sẽ qua đây và gặp cái vàng tản nhiệt nhôm, nó sẽ gặp kim loại này, nó sẽ tản nhiệt ra những cái sông nhôm này đó bạn. Đó rồi còn phần cái bên đây cống dài nhất nè, đo thứ bao nhiêu. Mười ba cm. Rồi vô đây luôn, vô coi nhôm, coi cổ dê là phần bên nước vô máy các bạn. Hôm nay nãy mình quên cắt xéo thì nó sẽ ôm hết luôn các bạn. Thôi lỡ làm mình làm luôn. Rồi siết luôn, nó hơi bị chinh nhỏ xíu thì cắt xéo nãy như bên kia nó sẽ đẹp hơn. Thì tùy bạn tự, các bạn đừng sợ tiết ống, vì cái ống này dài rất là còn dư đâu, dư đâu lấy mượn, dư là mình cắt như đây thôi, nó còn dư rất là nhiều nha các bạn. Nó dư có thể là 3 xe luôn á. Ê, cỡ 2 xe. Xe này dư này, dư thêm miếng nữa chắc cỡ làm được 2 xe. Một ống như vậy. Cỡ 2 xe ha. Cỡ đó. Rồi. Xong. Bây giờ nhìn lại đây các bạn, tổng quan. Như vậy mình đã đo hết rồi, nó sẽ không bị cúp ống. Cúp ống là bạn làm ống quá dài, bạn sẽ lên khi mà nó co rồi gặp cái co nó sẽ cúp như vậy. Nó cúp như vậy rất là xấu nha các bạn. Đó nó cong ống, nó xấu không có được. Rồi, mình đã đo hết rồi, mình chuẩn bị hết rồi, nãy mình đo rồi, bây giờ lên máy luôn, lên luôn. Bên đây trước đây. Đây. Qua. À. Qua đây nè hai. Rồi lên đi. Bên đây trước ha, để quay bên đây trước ha. Giờ vô cổ dê, đưa cổ dê đây. Rồi. Đặt, cố gắng vô cho đựng cúp ống. Ốc ác vào lấy hết đi. Rồi. Khoan cúp ống này thấy rồi. Qua đây nè. Qua đây thấy. Bóp không? Rồi. Nếu mà nó cong như vậy, bóp như vậy là cho nó sát xuống hết luôn. Rồi. Chỉnh đi thôi. À đó, nó còn cúp chút xíu, chúng ta sẽ bóp lại. Canh lại, xoay. Đó, rồi, vô, hết đi. Đó, mình đã canh hết rồi. Đó, rất là tròn, nó no không, bạn thấy nó no không? Đó. Đó, ống rất là tròn không bạn, thấy không? Ok, rất là đẹp.
Trời, vô cho vô cái ống nhỏ, ống nước hồi về luôn cho nó đẹp. Lấy kìm ống nhỏ luôn. Thấy không? Nó thấy không, nhìn nó không bị cúp phải không? Ok các bạn, thấy không? Rồi ok. Còn cái phần này là chỉ là ống hơi không cần. Đó, đây phần bên đây. Ok. Thấy không bạn? Đó là mình đã đo hết rồi, nó đi sát vô ôm đây, nó ôm sát này. Tới ngày cái dấu này có cái dấu này nó ôm nó đây luôn các bạn, thấy không? Nhớ các bạn, sát trên kia là ôm sát cái dấu đây luôn. Rồi. Đây. Rồi qua bên kia. Rồi bạn vô giùm mình đi. Đây thấy không? Thấy không bạn? Chưa để đẩy xe ra xa cái. Từ để đẩy xe ra xa. Để quay cái. Rồi vô đi. Đó. Nếu mà nặng quá bạn có thể vô nhớt các bạn. Cho chân chu vô. Phải vô sát. Sát chưa? Ok ha. Đó, cái ống nó co rất là non các bạn, nó không có bị cúp, nó cong như cái kiểu như là nó dài quá nó sẽ bị cúp như vậy. Nó cúp nha, cong bạn nha. Cong vậy, nếu mà dài quá nó sẽ hiện tượng cong mớp méo ống nó như vậy nè, xấu. Đó, nó xấu như vậy nè, đó, như vậy. Lên rất là xấu, con này no thấy không bạn, thấy không? Rồi để mình quay xong coi. Đó, nhớ khi mà vô bạn nhớ những cái đường nước về nó sẽ không bị rỉ ra. Đó. Đó và nước nóng đó từ đây nó sẽ chảy về đây. Nó sẽ qua một cái ống tản nhiệt nhôm, nó sẽ tản nhiệt một phần. Tản nhiệt bao nhiêu thì mình không cần biết. Nha các bạn, và nó sẽ về cái kết nước chính nó sẽ tản nhiệt thêm các bạn. Đó. Dù gì nó tản nhiệt bao nhiêu độ thì không biết, nhưng mà nhìn nó rất là kiển và cứng xe các bạn, rơm rà. Nhìn chiếc xe rất là cứng. Các bạn, mình thấy cảm nhận là chứ còn rất đẹp nữa các bạn. Đó, bạn nhớ cắt làm sao mà chừa chữ Samco mấy cái chữ ra ngoài thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Các bạn. Có nhiều loại màu vàng, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu cam các bạn, ống và ống tản nhiệt nhôm, nước là bằng nhôm thôi. Đó, nước sẽ đi qua đây, rất là đẹp. Đó. Rồi. Chúc các bạn làm thành công nha các bạn. Mình đã đo hết rồi, nhớ cắt đúng cm nha nha. Và ráp ống nó phải sát như mình vậy nha, để ống nó không bị cúp, nó cong rồi nãy mình nói nha các bạn. Đó. Giá này là 180, còn ống nước là 250 các bạn. Cái này cổ dê 10.000 cái thôi. 6 cái cổ dê nha các bạn. Thì bạn muốn mua thì liên hệ Facebook mình hoặc số điện thoại mình. Rồi. Ngay góc trái dưới màn hình. Rồi vô nước test đi. Xong hết rồi. Vô chừa là một cái vô bình phụ nữa. Rồi. Đây chưa? Rồi vô bình phụ luôn. Trời, từ từ ơi. Lên nữa. Đó, rồi hết rồi. Rồi, đóng nắp lại. Rồi, đóng nắp lại. Nắp trên luôn. Rồi, ok, cài máy đi. Hoàn thành clip nha các bạn. Ok. Xong.
chuẩn. Rồi chúc các bạn thành công.